Theo tạp chí Foreign Policy, chính Bắc Kinh là thủ phạm đã thổi bùng ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa về các yêu sách trên Biển Đông. Nhưng giờ đây, sau phán quyết vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc của tòa trọng tài thường trực PCA The Hague, thì chính Bắc Kinh lại phải cố gắng kiểm duyệt những lời kêu gọi chiến tranh trên mạng Internet của những người Trung Quốc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Sau khi PCA tuyên bố phán quyết vào 17 giờ ngày 12 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh rằng các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông không có cơ sở pháp lý, một làn sóng tức giận phản đối phán quyết này của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã bùng nổ trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh, các phản ứng dữ dội như vậy lại là một con dao hai lưỡi, với kiểm duyệt và các cuộc thảo luận trên Internet đã được thực hiện nhanh chóng vì nội dung của chúng dường như đã đi quá giới hạn có thể chấp nhận được. Chỉ vài giờ sau khi được tòa công bố, phán quyết Biển Đông trở thành cụm từ khóa phổ biến nhất trên mạng xã hội Weibo, một mạng xã hội giống kiểu Twitter đã được kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc. Đã có hàng trăm ngàn bình luận về phán quyết của PCA được đăng tải trên mạng xã hội này. Rất nhiều người thể hiện sự tức giận của mình với phán quyết của tòa án quốc tế, với Mỹ, cường quốc mà Trung Quốc luôn coi là đối thủ của họ trên Biển Đông, và với Philippines, nước đã đệ đơn kiện Trung Quốc vào năm 2013. Một người dùng Weibo miêu tả phán quyết là một tờ giấy lộn không hơn không kém, giống như cách mà ông Đới Bình Quốc, cựu ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, mới phát ngôn tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc tổ chức tại Washington, D.C. vào thời điểm một tuần trước khi phán quyết của PCA được công bố. Khi đó, Trung Quốc liên tục nhắc đi nhắc lại rằng họ sẽ không chấp nhận hoặc tuân thủ phán quyết này. Thậm chí còn xuất hiện nhiều lời kêu gọi tẩy chay điện thoại iPhone 7 sắp ra mắt tới đây vì đó là sản phẩm của Mỹ. Những bình luận khác thì tỏ rõ sự tức giận đối với Philippines. Một người dùng Weibo thậm chí còn viết bằng giọng rất khiêu khích: đảo quốc Philippines có muốn trở thành tỉnh Philippines hay không? Cùng với biểu tượng nắm đấm ở bên cạnh, người đi bán chuối thì nên tiếp tục đi bán chuối, không nên nhòm ngó cá của chúng ta. Có Mỹ là đồng minh cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, là một comment nhận được 35.000 lượt like trên Weibo, ngụ ý nói về việc Philippines đất nước đang xuất khẩu khá nhiều chuối sang Trung Quốc. Những cuộc thảo luận tương tự cũng làm nóng các trang mạng xã hội khác. Một bài viết với nhan đề "Tối nay nổ ra chiến tranh trên Biển Đông" đã nhận được khoảng hơn 100.000 lượt xem trên các ứng dụng nhắn tin WeChat. Những bài viết tương tự cũng được chia sẻ rất rộng rãi. Tuy nhiên, một làn sóng kiểm duyệt cũng song hành với các bình luận quá khích trên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nội dung đi trái chiều với tuyên bố của chính phủ Trung Quốc đã bị xóa bỏ. Ví dụ như một nội dung được đăng tải vào ngày 12 tháng 7 rằng Biển Đông không thuộc về Trung Quốc, kèm theo ảnh một người Philippines phản đối các hành động của Trung Quốc trên biển. Theo thông tin từ trang web chống kiểm duyệt Free Weibo, hầu hết các nội dung bị xóa là nội dung theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kêu gọi các hành động quân sự chống lại Mỹ và Philippines và bảo vệ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Những nội dung như "cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra ở Biển Đông" hay "chúng ta sẽ chiến đấu" đã bị các nhà chức trách kiểm duyệt và xóa bỏ. Để hiểu tại sao Bắc Kinh lại muốn hạn chế những phát ngôn mang tính ủng hộ đối với họ như vậy, cần phải hiểu rằng các rủi ro mà chủ nghĩa dân tộc thiếu kiểm chế có thể gây ra cho giới cầm quyền nước này. Theo trang Foreign Policy, theo lời giáo sư Jessica Chen Weiss tại Đại học Cornell, nước Mỹ, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, cho rằng những phản ứng như vậy tiềm ẩn cả cơ hội và thách thức đối với chính phủ Trung Quốc. Khi chính phủ này muốn khai thác dư luận nhưng lại vừa lo ngại sự bất ổn mà dư luận có thể gây ra, chính phủ Trung Quốc có xu hướng ngăn chặn chủ nghĩa dân tộc khi họ cần một sự linh hoạt nhất định trong việc xử lý các vấn đề đối ngoại. Dù chính phủ Trung Quốc có các phản ứng cứng rắn như thế nào trước phán quyết Biển Đông của tòa án quốc tế, e rằng cũng khó có thể làm hài lòng những người dân tộc chủ nghĩa một cách cực đoan vốn luôn lớn tiếng đòi gây chiến. Kiểm duyệt các phát ngôn cực đoan là một phần trong cuộc chiến và trong chiến lược kiểm soát rủi ro của Bắc Kinh, giáo sư West cho biết thêm. Thời gian qua, Bắc Kinh luôn rêu rao với cả dư luận trong nước và quốc tế rằng các thực thể bên trong đường chín đoạn là thuộc chủ quyền của họ. Năm 2012, Trung Quốc sửa đổi hình ảnh trên hộ chiếu, thêm vào đó là một bản đồ tuyên bố Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc. Năm 2014, nước này lại tự ý xuất bản một bản đồ dọc với Biển Đông, được miêu tả như là một phần lãnh thổ liên tục của Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông của nhà nước ở Trung Quốc liên tục lặp lại giọng điệu lừa gạt dư luận quốc tế rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và quần đảo trên Biển Đông. Đây là chính sách lên gân nhằm phục vụ cho kế hoạch bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng nó lại tiềm ẩn một nguy cơ cực kỳ lớn ở trong nước nếu Bắc Kinh không thể tiếp tục duy trì cái mà họ gọi là sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, hoặc nếu họ tỏ ra không hào hứng trước các lời kêu gọi có các hành động cứng rắn. Họ có nguy cơ bị người dân xem là yếu kém. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan vốn ngày càng đông ở Trung Quốc có thể tức giận với giới cầm quyền. Bắc Kinh hiểu rằng hòa bình chung cho cả khu vực là điều cần thiết cho sự phát triển của chính Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là việc đưa ra các yêu sách về lãnh thổ phi lý ở Biển Đông tuy là chính sách cố hữu của Bắc Kinh, nhưng rõ ràng họ không muốn trông ngòi cho một cuộc chiến tranh với Philippines hay Mỹ. Tuy nhiên,
Một lực lượng lớn người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thể gây áp lực cho chính phủ Trung Quốc, đòi hỏi họ phải có các biện pháp liều lĩnh. Chủ quyền lãnh thổ là một vấn đề rất nhạy cảm ở Trung Quốc trong suốt thế kỷ 19. Nhà Thanh đã không thể chống đỡ cuộc xâm lược từ châu Âu, dẫn tới hậu quả là Trung Quốc đã có sự nhượng bộ về lãnh thổ quan trọng cho Anh và Pháp cùng các nước khác. Sau đó, vào thập niên 1930 của thế kỷ 20, Trung Quốc đã không ngăn chặn được sự xâm lược của Nhật Bản. Rất nhiều người Trung Quốc vẫn nhớ và cảm thấy xấu hổ với sự yếu kém của những lực lượng lãnh đạo đất nước này ở các thời kỳ trước đó, đồng thời ngưỡng mộ cái mà họ cho là sức mạnh của chính phủ hiện tại. Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, chính phủ Bắc Kinh được nhiều người dân tin tưởng, một phần nhờ vào khả năng bảo vệ đất nước. Một bộ phận dân chúng có tư tưởng dân tộc cực đoan thì lại thích những lời lẽ tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ, bao gồm cả những tuyên bố ngang ngược, phi lý mà một bộ phận người dân Trung Quốc do thiếu thông tin vẫn cho là đúng. Tuy nhiên, các phát ngôn cực đoan vẫn chưa được xóa hết khỏi không gian mạng Trung Quốc. Việc kiểm duyệt các nội dung online của nhà chức trách sau khi tòa án quốc tế đưa ra phán quyết về Biển Đông đã cho thấy, khi mà Trung Quốc vẫn phải chi cho vấn đề an ninh trong nước nhiều hơn chỉ cho quốc phòng, thì dù đang lao vào tranh đoạt lãnh thổ với các nước láng giềng, Bắc Kinh vẫn luôn phải e ngại các nguy cơ xuất phát từ chính trong nội bộ trong nước hơn là các nguy cơ bên ngoài. Vậy nên dùng chủ nghĩa dân tộc để củng cố chính sách bá quyền ở Biển Đông, Trung Quốc lúc này lại phải giáo dục về lòng yêu nước cho chính lực lượng quá khích đang làm hại nền kinh tế, phản đối kết quả về vụ kiện Biển Đông của tòa trọng tài thường trực PC hôm 12 tháng 7. Phần lớn người Trung Quốc đã thể hiện lòng yêu nước thái quá của mình khi có những hành vi trái pháp luật và đi ngược lại trật tự xã hội. Bắc Kinh đứng trước mối lo về sự cố năm 2012 tái hiện khi người dân Trung Quốc trở nên quá kích động với tâm lý chống Nhật do chính phủ Nhật quyết định quốc hữu hóa quần đảo Senkaku yếu ngư. Hàng trăm bài viết tuyên truyền trên báo chí nhà nước Trung Quốc trước phán quyết của PC đã thu được kết quả không ngờ là một bộ phận không nhỏ người dân Trung Quốc tin rằng Mỹ là chủ mưu đứng sau màn kịch vụ kiện Biển Đông. Mới đây, vào sáng ngày 17 tháng 7, một số công dân Trung Quốc không rõ danh tánh dùng băng rôn khẩu hiệu bao vây cửa hàng KFC tại thành phố Lạc Đình, tỉnh Hà Bắc. Trên băng rôn có ghi rõ dòng chữ tẩy chay hàng hóa Mỹ, Nhật, Hàn và Philippines. Tôi yêu dân tộc Trung Hoa, ăn KFC của Mỹ là cũng làm mất mặt với tổ tông. Những thông tin liên quan đến vụ việc này ngay sau đó đã trở thành cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các mạng xã hội Trung Quốc như Sina, Weibo. Được biết, sự kiện tẩy chay KFC không chỉ diễn ra ở Hà Bắc mà còn xảy ra ở ít nhất 11 huyện, thành phố khác nhau tại đất nước tỷ dân này. Trước đó, nhiều người đã xuống đường phong tỏa các cửa hàng KFC và McDonald's với biểu ngữ yêu cầu các thương hiệu này mau chóng rút khỏi Trung Quốc. Hay chuyện về hình ảnh giấy thông báo yêu nước của một doanh nghiệp Trung Quốc có trụ sở tại Hàng Châu được đăng tải ngày 18 tháng 7 vừa qua cũng gây sự chú ý đặc biệt với cư dân mạng Trung Quốc. Nội dung thông báo quy định rằng những nhân viên của công ty nếu sắp tới mua điện thoại iPhone 7 của hãng Apple sẽ bị đuổi việc mà không bao giờ được tuyển dụng lại. Nhân viên đang sử dụng các đời điện thoại iPhone sẽ được công ty hỗ trợ thêm khi đổi điện thoại của hãng khác. Khi các hành vi được phần đông người Trung Quốc cho là thể hiện tình yêu đất nước đã đi quá giới hạn gây ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, kinh tế, thì các cơ quan chức năng và giới truyền thông nước này mới luống cuống đưa ra một loạt những lời cảnh báo nhằm hạ nhiệt dư luận. Tân Hoa Xã kêu gọi thống thiết trong một bài xã luận mới đây cho rằng yêu nước không phải là thể hiện cảm xúc cá nhân một cách bừa bãi, càng không phải là cái cớ để bao che cho hành vi cố ý vi phạm pháp luật. Nói về KFC, một số người Trung Quốc chỉ nhìn thấy rằng đó là một thương hiệu của Mỹ, nhưng lại không biết trong thời kỳ toàn cầu hóa, mọi hoạt động của các công ty đa quốc gia luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Bằng chứng là tập đoàn công ty mẹ của KFC có khoảng hơn 7.000 cửa hàng, bao gồm cả KFC, Pizza Hut với hầu hết nhân công đều là người Trung Quốc. Như vậy, tẩy chay KFC rút cuộc là gây sức ép cho Mỹ hay đạp đổ bát cơm của chính mình? Những người Trung Quốc đang đưa ra câu hỏi lớn đặt ra trước mắt người dân bản địa. Ấn Độ điều 100 xe tăng tới gần biên giới Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ đã được điều động 100 xe tăng tới khu vực miền đông gần biên giới Trung Quốc để sẵn sàng đối phó với những nguy cơ xâm nhập từ Bắc Kinh. NDTV hôm nay dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội Ấn Độ đã triển khai một trung đoàn bao gồm gần 100 xe tăng đến vùng thung lũng phía đông tỉnh Lada sát biên giới Trung Quốc từ 6 đến 8 tháng trước. Tuy không tiết lộ cụ thể vị trí của trung đoàn này, nguồn tin khẳng định các xe tăng chỉ nằm cách biên giới Trung Quốc vài km và số lượng xe sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Đây không phải là lần đầu tiên xe tăng Ấn Độ xuất hiện tại khu vực này. New Delhi đã từng triển khai xe tăng đến đây trong cuộc chiến Ấn Trung năm 1962. Tuy nhiên, lực lượng này đã phải rút lui sau khi thua trận trước Bắc Kinh. Những thung lũng rộng lớn bao bọc bởi các dãy núi là địa hình thuận lợi cho các xe thiết giáp di chuyển. Ngoài ra, phía bên kia biên giới, các hoạt động quân sự cũng đã gia tăng. Một sĩ quan cao cấp của Ấn Độ khẳng định với NDTV.